Vâng, xin kính chào các quý vị. Hôm nay làm có một chương trình đặc biệt của Team Thiên Hà. Với những đam mê công nghệ cũng như là những ngành siêu VIP dành cho giới rất giàu có thì Team Thiên Hà hôm nay lại có được một cái may mắn là được một anh khách vừa là bạn, vừa làm gia chủ, rất đam mê về những đồ công nghệ cũng như là về audio. Và anh muốn tặng vợ anh một đồ về loa nghe nhạc Bluetooth không dây. Và sau đây thì chúng tôi đang trên đường di chuyển đến nhà khách hàng, thì tôi cùng các bạn cùng có một sự trải nghiệm. Và hiện tại chúng tôi đang là những vị khách rất là may mắn khi được anh mời ngồi cùng xe với anh. Vâng, đây, sau đây thì tôi sẽ xin mời Hải Sơn, cũng là một MC, cũng là một kỹ thuật về mảng loa Bluetooth không dây cũng như là về mảng công nghệ, và có một niềm rất là đam mê với những dòng xe phân khối lớn, xe ô tô. Thì xin ngồi nói chuyện cùng Hải Sơn và bác lái xe về những cái dòng xe này, thì chúng ta cùng có một cái sự cảm nhận như thế nào. Hải Sơn, đầu tiên là xin chào tất cả các bác đang xem cái kênh YouTube của Thiên Hà Audio. Phải nói là cái dòng xe Rolls Royce nó là một cái dòng xe cực kỳ là xa xỉ. Có lẽ là không cần phải nói nhiều nữa, tại vì nói về Rolls Royce mà khen nó thì khen cả ngày rồi. Đối với Hải Sơn ấy, thì Hải Sơn cực kỳ là yêu thích cái dòng Rolls Royce này từ rất là nhiều năm rồi. Thì từ những cái ngôi sao hát nhạc rap, hay là kể cả những diễn viên hay là giới doanh nhân thì cực kỳ là ghiền dòng xe này. Thì bản thân Hải Sơn rất là thích những cái dòng mô tô và ô tô, thì cũng hay xem những cái kênh về ô tô. Thì đến nay, gọi là hôm nay là một ngày rất may mắn khi mình được ngồi ở hàng ghế sau, là hàng ghế của ông chủ, để cảm nhận cái sự di chuyển của gọi là bóng ma Anh Quốc. Thì một lát nữa thì các bạn sẽ cùng Hải Sơn và Bắc Tuấn sẽ được trải nghiệm một cái combo mà đều có cùng chữ Phantom. Một lát nữa các bạn sẽ biết. Với cả em cực kỳ thích một cái yếu tố nữa của cái dòng Rolls Royce, đó là không một chiếc xe nào nó giống một chiếc xe nào. Tức là chỉ cần khách hàng có tiền và khách hàng thích kiểu gì là hãng nó sẽ làm cho đúng ý của mình. Tức là không một chiếc nào giống một chiếc nào. Vì vậy mà mỗi một chiếc xe nó mang một cái dấu ấn rất là đặc trưng của cái chủ nhân đã muốn nó ra sao. Tức là những hàng này là hàng limited, tức là hàng đặt, hàng thửa riêng rồi. Nó rất là không những là cái chiếc xe này thì cái dòng gọi là Tranquility thì nó có tổng cộng là 25 chiếc trên thế giới, nhưng mà mỗi chiếc nó lại khác hoàn toàn nhau. Và bật mí rằng đây là chiếc đầu tiên trong số 25 chiếc trên toàn thế giới. Nó là đứng thứ tự là số 1/25. Vâng, sau khi chúng ta đến địa điểm, đây là một không gian trải nghiệm tuyệt vời nhất đối với Team Thiên Hà. Vâng, xin hỏi Hải Sơn, Hải Sơn cảm nhận thế nào, cảm nghĩ thế nào về dòng xe Rolls Royce Phantom này? Đây là một cái phiên bản mới xuất hiện từ đầu năm 2019, nó tên là Rolls Royce Phantom 8. Thì cái phiên bản trước là phiên bản 7. Anh biết không, tức là trong 15 năm họ không thay đổi một thiết kế. Họ ra mắt cái thiết kế trước ấy là phiên bản 7 từ năm 2003 tới năm 2017 họ mới kết thúc cái thiết kế đấy. Và sau đó là đầu 2019 thì là họ đã thương mại ra phiên bản 8. Cho nên đây là một cái sự chờ đợi gọi là cực kỳ lâu đối với những người mong muốn một sự thay đổi. Nhưng mà như truyền thống của hãng ấy, là họ sẽ thay đổi một số chi tiết để làm cho cái xe nó trẻ hóa, nhưng nó vẫn giữ được cái độ chất, cái độ quyền lực. Chứ còn cái thiết kế chung thì là vẫn thế. Thì em muốn giới thiệu với anh, đây là một cái mà nhìn vào là biết ngay dòng xe Rolls Royce. Đây là cái phần mũi, nó chính là cái phần cảm nhận đầu tiên khi nhìn ra là cái cảm nhận ra ngay, đúng không? Cho nên là nó cái đầu tiên đặc biệt, cái đầu tiên là nó chính là cái phần mũi này. Mà theo em được biết thì đây là họ lấy cảm hứng từ ngôi đền Pantheon, cho nên đây nó là những cái cột. Đây là một ngôi đền thiêng đúng không, của một ngôi đền thiêng. Đây là Pantheon, là toàn bộ cái phần tản nhiệt phía trước của xe. Còn đây là logo gọi là thiếu phụ bay, hoặc là mình có thể gọi là Ecstasy Spirit. Thì cái dòng xe này thì phải nói là nó có rất là nhiều cái sự đặc biệt. Một trong cái sự thay đổi lớn của cái thế hệ 8 đó là họ cái khung gầm ấy, thì trước là họ làm vật liệu nặng hơn là thép, thì nay bây giờ họ chuyển sang làm là khung gầm bằng nhôm, và tất cả cái phần vỏ xe cũng bằng nhôm. Thế là cái sự cải tiến này nó để sẽ cho đem nó, cho hiệu quả cái xe hơn, để cho cái xe nó nhẹ hơn. Nhưng mà nó lại tăng được độ cứng lên tới 30% so với cái vật liệu nhôm trước. Nhưng mà cả cái xe này nó vẫn rất nặng, và cả cái xe này nó nặng 2,6 tấn, cực kỳ nặng.
Và trong đó anh Tuấn biết, tức là mình vừa ngồi trên xe mình cảm thấy nó rất là yên tĩnh đúng không? Đúng rồi. Nó yên tĩnh như thế. Đúng rồi, là nó phải có vật liệu cách âm. Thì toàn bộ cái trọng lượng của tất cả vật liệu cách âm đã lên tới khoảng 130kg chỉ để cho vật liệu cách âm. Và nó có những cái vật liệu cách âm rất là kỹ ở những cái lỗ phần bánh xe để tránh những cái tiếng vọng ra từ đường vọng lên vào phía bên trong, cũng như là khi ngồi ở bên trong mình cảm thấy hoàn toàn yên tĩnh. Thì đấy là cái phần vật liệu cách âm. Tiếp theo là em muốn giới thiệu tiếp với anh là cái nét đặc trưng không thể nào mà bỏ qua, đó là cả cái phần mắt đèn của xe. Cái mắt đèn của xe này thì trông cảm nhận đứng từ xa nhìn ra thì trông nó rất là đẹp và nó cảm tưởng. Cái mắt nó là... rất đặc biệt đấy. Nhưng mà cái đặc biệt mà công nghệ trong lần này sự thay đổi là họ sử dụng là toàn bộ là đèn công nghệ laser. Là đây là đèn công nghệ laser là cao cấp nhất của hãng BMW kép, BMW, và cái tầm chiếu xa của nó. Cái đấy là cái quan trọng đấy. Cái đấy là cái an toàn là cái quan trọng. Anh nghĩ thử xem trong đầu là nó có thể chiếu xa được bao nhiêu? Chắc nó được tầm khoảng 20-30 mét. Nó chiếu xa được lên tới 600 mét. Úi trời ơi, tức là 600 mét là tương đương bằng nửa km. Hơn nửa km. Đấy là chính là những cái điều rất là đặc biệt. Thế là người chi mình đi xe này vào buổi đêm thì người ta từ xa ta đã nhìn thấy cái sự đẹp chiếu này rồi. Còn về cái động cơ thì như anh biết là họ luôn luôn dùng động cơ là V12, tức là tổng cộng có 12 xi lanh và chia ra mỗi bên 6 xếp từ hình chữ V. Và cái đặc điểm ở đây là khi chúng ta để một cái cốc nước ấy, ở phía trên cái phần thép ở phía trên cái phần của động cơ V12 này, nó gần như không rung rinh một tí nào, gần như không rung động. Cái độ giảm chấn giảm rung của nó đến hoàn hảo, tức là nó êm, là nó êm từ cái động cơ cho tới tất cả cái phần gọi là bộ treo của xe, cho tới cả cái phần bánh xe, cái động cơ này nó quá là êm luôn. Nhưng mà theo anh Sư Hải Sơn thì những người mà người ta có niềm đam mê với dòng ô tô nói chung và dòng Rolls Royce nói riêng thì đó là những người người ta phải hiểu sâu về những dòng xe này, về phần công nghệ cũng như là chất lượng của xe. Thì trên thế giới có nhiều dòng xe được sử dụng được cái công nghệ cao cấp như thế này không? Theo em thấy thì rất là hiếm. Tức là xe sang thì có những cái hãng khác cũng rất là sang, nhưng mà đây nó là hội tụ của những gì đỉnh nhất mà một cái ngành công nghệ ô tô mà họ có thể tạo ra để họ thương mại hóa được. Và không những thế mà ẩn trong một cái thân hình đồ sộ này, nó lại là một cái khối động cơ cũng cực kỳ mạnh mẽ. Tức là nó là động cơ 6,75 lít và nó cung cấp một cái mức mã lực là hơn 550 mã lực. Còn nhưng mà cái thông số mã lực nó lại không quyết định nhiều trong cái việc này, tại vì xe này người ta không để chạy nhanh mà người ta để chạy êm, cho nên là cái thông số nó quyết định là cái thông số gọi là moment xoắn lực kéo, thì nó lên tới là 900 Newton mét, nhưng mà nó đạt được rất sớm, chỉ ở cái vòng tour khoảng hơn 1000 vòng thôi. Nó đã đạt được cái độ lực kéo mạnh nhất rồi. Cái sự mạnh mẽ của xe nó giống như là của một xe đua, tức là mình có thể chỉ cần chạy rất chậm thôi nhưng mà nó luôn luôn đảm bảo được cái độ gia tốc, cũng như là mình có thể vượt những cái xe khác cực kỳ dễ dàng, mặc dù đây là một con xe nó cực kỳ là nặng nhưng mà nó vẫn rất là khỏe và rất là êm. Ngoài đam mê âm nhạc thì hôm nay thì qua MC Hải Sơn cũng như là một người đam mê về công nghệ của xe ô tô, thì hôm nay tôi cũng lại có một tình yêu bắt đầu nhen nhóm trỗi dậy với dòng xe Rolls Royce này. Và cũng qua đây xin cảm ơn các kỹ sư đến từ hãng Rolls Royce cũng như nhà thiết kế đến từ đất nước Anh. Vâng, chúng ta đang ở một không gian đầy tính tự nhiên, và cái đẹp của gia chủ đây là thích chơi những dòng cây cũng như là bố cục về những bộ non nước cũng như là các dòng cây quý, cái tùng la hán, cây thâm, cảnh con bộ. Đó là một cái sự thích gần gũi với thiên nhiên nhất. Với không gian lên tới 500 mét thì tôi nghĩ đây là một không gian quá tuyệt vời với khí hậu như thế này. Vâng, sự hoàn hảo đến từ Phantom. Phantom thì có dòng xe Rolls Royce Phantom, còn dòng loa có một dòng David Phantom, và chúng ta cùng qua đây có một sự trải nghiệm cùng với MC Hải Sơn cũng như là kỹ thuật. Mày đã tư vấn cho anh để tặng chị, và cái điều này nó rất là bí mật, là tối nay sẽ được bật mí lên để dành cho chị có một cảm xúc riêng. Với dòng loa Phantom này thì đây là một bản mới bây giờ, thì xin mời MC Hải Sơn giới thiệu giúp cho chúng tôi biết các cái công năng và cái hiệu quả của dòng loa này. Xin chào tất cả các bác. Đây là cái dòng loa Phantom, nó đã rất là nổi tiếng rồi. Thì hôm nay chúng ta có được một cái xe Rolls Royce Phantom, chúng ta lại có được một cái loa Devialet Phantom. Thì đấy là hai cái điểm mà nó là điểm chung.
Tiếp theo là đây là một cái phiên bản mà nó là một cái phiên bản đặc biệt. Nó cũng như là cái chiếc xe của chúng ta là phiên bản Tranquility, là một phiên bản đặc biệt. Và nó có những cái chi tiết màu vàng và cái dòng chữ là Opera de Paris mà chúng ta chỉ có thể bắt gặp được ở cái phiên bản này, là phiên bản cao cấp nhất. Tiếp theo em giới thiệu với anh là cái dòng loa này sử tại sao mà nó lại rất là hay, là vì nó mạnh cho nên là nó có thể để được ngoài trời. Ví dụ chúng ta chỉ cần dòng một cái ổ cắm điện và chúng ta xếp nó ở một cái góc nào đấy ở phía bên ngoài, nó đánh ra tiếng rất là hay và rất là lực, và để nghe trong nhà thì lại còn hay hơn nữa. Cái dòng loa này, cái công nghệ chủ đạo nhất mà có lẽ là anh cũng biết đó chính là cái tính trầm của nó. Thì anh có thể nhìn thấy rằng là nó có hai cái loa trầm ở hai bên. Đấy chính là cái công nghệ đỉnh cao nhất, là phải nói là hai cái loa trầm nó đánh ngược chiều nhau. Tức là một cái đánh ra, cái đánh ra mà nó theo chiều đối xứng. Thì nó giống như là động cơ xe mô tô phân khối lớn, là cái dòng động cơ boxer của hãng BMW kép. Nó dùng hai cái xi lanh nó đặt gọi là đối xứng nhau, và khi trong quá trình hoạt động thì là nó ra vào và nó tự triệt tiêu rung động của chính nó. Thì đấy là cái mà em thấy là hay nhất, đáng nể nhất mà họ tích hợp được vào cái công nghệ trong một cái con loa. Thế cho nên nó lại có một cái đặc điểm chung với cái xe Rolls Royce mà chúng ta đã nói lúc nãy, là vừa rồi là anh em mình thấy nó cực êm đúng không? Nó không có rung động gì đúng không? Thì cái loa này nó cũng thế, nó hoạt động mà cũng không hề có một rung động gì. Kể cả chúng ta bật lớn hay là giống như cái chiếc xe kia chúng ta đi nhanh cũng không hề có rung động. Thì đấy là Hải Sơn đã tìm ra được những cái điểm chung trong cái này. Thì đây là em chia sẻ với anh. Thì trong không gian rộng mở như thế này thì với công suất của cặp loa này thì theo Hải Sơn có đáp ứng được đủ cái nhu cầu của người nghe nhạc hay không? Theo em là nếu mà nghe nhạc bình thường thì nó dư sức đáp ứng được trong những cái không gian như thế này. Tại vì em nhận thấy là xung quanh là chúng ta có một không gian rất là đẹp. Chúng ta có cái tiếng chim hót, chúng ta có tiếng róc rách của bể cá. Đây là một cái không gian cảm tưởng nó yên tĩnh và nó kèm theo những cái tiếng rất là thiên nhiên. Và chúng ta chỉ cần một cái cặp loa này để nghe âm lượng vừa phải thôi. Nếu như Hải Sơn nói là một cặp, tức là mình có thể link được nhiều con với nhau hay sao? À đúng rồi, tức là ở đây chúng ta có một chiếc. Đúng rồi, mình mà chúng ta cũng có thể là set up thành hai chiếc. Thế thì rất là tuyệt vời nhỉ. Để nếu mà chơi như thế thì nó có sự đồng pha và sự chuẩn mực với âm thanh thì nó có bị ảnh hưởng không? Hãng nó tính toán ra thì âm thanh hoàn toàn là chỉ có hay hơn chứ không hề bị dở đi. Ồ, tức là tùy theo không gian và bố cục thì mình có thể chơi một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, bốn chiếc và vẫn không thay đổi về màu sắc âm thanh. Đó là một cái bước đột phá của dòng Phantom này. Và dòng Phantom này thì thấy rất là nhiều người chơi qua, thì cái thế hệ mới này so với thế hệ cũ thì nó có khác gì đặc biệt không? Thứ nhất là về màu sơn hay là nó có gì nó khác biệt để mình khi mình nhìn đúng rồi mình nhận ra? Cái nhận ra chúng ta thấy đầu tiên là lần này họ không làm phiên bản bóng mà họ làm phiên bản kể cả trắng hay là phiên bản màu đen, thì đều là nó là một cái lớp sơn gọi là sơn mờ. Đúng rồi. Với cả cái điểm khác biệt thứ hai là họ nâng cấp cái phần mềm lên, tức là chúng ta có thể nghe nhạc ở ngoài vườn như thế này. Nhưng mà chúng ta nghe kiểu gì thì chúng ta sẽ truyền nó qua là dạng giao tiếp là wifi không dây, cho nên rất là tiện, chúng ta chỉ cần cấp điện cho nó là xong luôn. Thế thì sự tiện lợi này thì chắc là chị cũng chắc là rất là thích đây, vì anh hôm nay đã được tư vấn rất là kỹ của Hải Sơn, tức là vừa MC vừa là kỹ thuật. Thì tôi thấy đây là một cặp loa đến từ Pháp, lấy cảm hứng từ những kiệt tác nghệ thuật của đất nước Pháp cho ra một dòng loa này. Với phần công suất thì qua sự tư vấn của Hải Sơn thì tôi hoàn toàn yên tâm. Còn về màu sắc cũng như là về hình khối thì tôi nghĩ đây là một chiếc loa rất là lạ, độc và dị, vì trong tất cả một cái chiếc loa nó chỉ có thế này thôi, nhưng mà nó chứa đựng ở trong nào là phần giải mã, nào là phần công suất, cũng như là phần của loa chép, loa chung và loa trầm. Và cái điều đặc biệt hơn là sự đối xứng đây. Đây là một cái công nghệ rất là cao của các kỹ sư đến từ Pháp. Và cũng rất là cảm ơn Hải Sơn cũng như là các bạn đã quan tâm đến dòng loa Phantom này. Thì đây là một cái cơ hội để các bạn được sở hữu những dòng loa không dây này rất là tuyệt vời. Còn Hải Sơn có thể chia sẻ thêm một cái gì đó để nó tạo được cái dấu ấn của dòng Phantom này không? Cái dòng Phantom này thì phải nói cái điều đầu tiên ấy mà chúng ta ít khi bắt gặp, đó là những cái loa công nghệ nhưng mà được sản xuất tại Pháp. Như anh cũng biết là Pháp là một đất nước họ cái tinh rất là nhiều cái tinh hoa về nghệ thuật và âm nhạc, họ rất là phát triển, nghệ thuật cũng vậy. Thì chúng ta cảm thấy rất là tự hào khi được sở hữu những cái sản phẩm mà được sản xuất tại đất nước Pháp như thế. Thì theo em là công nghệ và sản xuất tại Pháp với cả cái hình dáng này, đấy là ba cái đặc điểm mà em thấy là ấn tượng nhất từ cái dòng loa này. Cho nên là có lẽ là rất là nhiều khách hàng từ những bạn trẻ muốn trải nghiệm công nghệ, cũng như những doanh nhân thành đạt muốn sở hữu cho mình những cái thiết bị gọi là đầu bảng của một cái dòng loa công nghệ thì rất là khó cưỡng được cái sức hút của cái sản phẩm này. Đến thời điểm này chắc là dòng loa này vẫn là dòng loa số 1 của dòng loa Bluetooth đúng không Hải Sơn? Em tin rằng như vậy.
Vâng, thế thì cũng xin chúc mừng anh chị đã được sở hữu một dòng Davidoff Phantom Opera này. Và nếu một chiếc không đủ thì hãy đến Thiên Hà Audio chúng tôi, điểm đến của người yêu nhạc, và chúng ta sẽ có nhiều giải pháp, có thể là mua thêm hoặc là tìm các giải pháp nào đó để đạt được cái tính hiệu quả cao nhất trong dòng Opera này. Xin hẹn các bạn vào các YouTube sau. Summer.